dễ dàng. Rồi cái người nông dân thì cũng hiểu theo cái nông dân, cho nên cái đạo của Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng năm 1939 gọi là Phật giáo Hòa Hảo, tức là Ngài đã gom nhóm hết tất cả các diệu lý chân lý của Phật đã dạy từ ngàn xưa để mà nhắc nhở và dạy lại cho nhân sanh, tức là phải giữ lấy cái trí bình đẳng mà đối đối xử và quán xét, rồi lấy cái tâm từ bi và đối xử và thứ tha thứ, và lấy cái tánh hỷ xả khoan dung để mà cho là con người được là ưu ái, nó tốt đẹp, nó có sự tình đoàn kết. Cho nên Ngài ngâm một cái câu bài kệ của Ngài, nó gồm hết các ý nghĩa. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột, xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Đó, cái đó là cái tiêu biểu mà của Đức Huỳnh Giáo Chủ gồm trong mấy câu thi đó, để thể hiện cái từ bi hỷ xả khoan dung và cái bình đẳng đối với tất cả nhân sanh. Dạ, cảm ơn năm quá tuyệt vời khi Cao ông Ni năm Phật đã và Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng cháu được đủ nhân duyên đến đây để hội ngộ cùng ông Năm, biệt danh là ông Năm Gâu. Thì kính thưa ông Năm, thì cho chúng cháu được mạn phép hỏi những về giáo lý của thầy để cho bà con tu hành. Thì bên giáo lý thầy cũng có nói cái câu là học Phật tu nhân. Vậy học Phật như thế nào, tu nhân như thế nào? Xin ông Năm diễn giải rõ cho bà con hiểu biết rằng để tu hành. Thì xin cảm ơn ông Năm và Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin chào tất cả các huynh đệ gần xa và xin chào tất cả các bà con cô bác ở khắp mọi nơi. Xin chúc lành, chúc phúc cho tất cả các chư huynh đệ và xin chào các em YouTube. Xin thưa qua những lời hỏi của các em, thế nào là học Phật tu nhân mà theo tôn chỉ tinh thần của Phật giáo Hòa Hảo do nên Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão đó, thì theo tôi được nhận thức là cái học Phật của Đức Thầy chỉ dạy đây, tức là cái thứ nhất là mình phải lấy cái bình đẳng trí mà xét soi phán đoán và nhìn rõ quan sát sự việc trong mọi vấn đề và trong các là sanh chủng, để rồi mình đối một cái cách là bình đẳng, tức là thứ nhất là mình phải bình đẳng bằng trí tuệ, lấy cái bình đẳng trí tuệ ra để mà phán xét mọi sự việc, và đồng thời để mà mình là có cái sự bình đẳng đối với tất cả mọi nhân phẩm nhân gian trên mọi vật. Đó là cái thứ nhất là mình học cái sự bình đẳng của Đức Phật. Cái thứ hai là mình lấy cái tâm từ bi mà đối với tất cả các là nhân loại chúng sanh trong hàng huynh đệ. Cái thứ ba là mình lấy cái tánh hỷ xả để mà mình đối là với tất cả là nhân sinh trong mọi sự việc. Học là học cái tánh bình đẳng mà phải là bình đẳng trí, học là học cái tâm từ bi, là phải đối với tất cả phải có lòng từ bi đối, rồi học là học cái tánh tánh là hỷ xả, tha thứ tất cả cho mọi người, tha thứ sự làm lỗi cho mọi người, để rồi mình đem sự hòa yêu thương. Đó là học Phật tu nhân. Còn mình tu nhân là mình tu với mình, với mình à, người tu với người để mà thực hiện cái giáo điều của Phật dạy cho nó đi vào thực tế à, có nghĩa là đem cái lòng từ bi, cái lòng hỷ xả và cái trí bình đẳng là tôn trọng với tất cả, cũng như Đức Phật A Di Đà đã nói một câu,
là khi người như khi Phật, mà khi vật như khi người. Như vậy là cái câu của Đức Phật A Di Đà nói ra là cái câu bình đẳng trí, tức là mình không coi là thường con người được, đã người với người thì không coi thường nhau được, à, mình phải tôn trọng, à, thì mình khi người cũng như mình khi ông Phật, à, mà mình khi con vật thì cũng như khi người, thì cái câu này nó quá bình đẳng, à, cũng như cái câu mà bình đẳng của Đức Quỳnh Giáo Chủ thể hiện ở trước cổng tổ đình là quế tiện đồng nghinh, tức là người giàu sang quyền quý hay là kẻ nghèo hèn đến với Đức Thầy thì Ngài vẫn tiếp đón nồng nhiệt, đó, tiếp đón bằng một cách chân thành và thương yêu tha thiết, đó, chứ không phải vì quan đến mới tiếp mà dân đến không tiếp. Cho nên ông mới để hai chữ là với tiện đồng nghinh, tức là thể hiện cái lòng bình đẳng của Đức A Di Đà. Mà bình đẳng đây là bình đẳng trí tuệ, lấy trí mà đối bình đẳng với tất cả. Dạ thì cảm ơn ông Năm, vừa qua đã cho chúng cháu biết là học Phật và tu nhân. Thì câu hỏi tiếp theo của chúng cháu đó là hỏi về tâm và tánh, nó có khác nhau gì không ông Năm? Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Cái tâm và cái tánh nó có khác, nhưng nó quy chung lại là nó cũng là một. Bởi vì hiện tại mình đang sinh hoạt sống trong cõi đời này là do nơi tâm làm chủ. Tâm không khác nào là ông thủ tướng của một quốc gia, tâm không khác nào là một ông chủ nhà của một cái nhà mà mình đang ở, mà tâm không khác nào là ông chủ của thân thể của mình đây. Tứ chi pháp quan là do nơi cái tâm, sự ăn uống đi đứng mặc ở tất cả đều do nơi cái tâm chủ trì. Bởi vì cái tâm là đại diện cho cái hồn linh, cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ Ngài nói tu cho hồn linh cai quản châu thân, lấy chân nhân dẹp gáp phàm trần, dẹp bỏ cái tánh phàm trần đó. Thì cái tâm này đó là nó trụ trì mọi sự việc. Bởi vì trong con người của mình đó, có ba cái: tâm, tánh, tình và ý. Mà trong cái ý này là nó hiệp với cái trí, ý trí. Cho nên cái trí là cái đèn, mà cái tâm là ông chủ nhà. Mà ông chủ nhà có cái đèn thắp ở trong nhà thì nó sẽ sáng được quang cảnh ở trong nhà, nhìn dòm thấy nó rõ ràng. Mà tâm mà không có trí thì rất là mờ tối. Cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ trong cơ bản mà Ngài chỉ dạy cái sự tu hành đó, cái thứ nhất là lấy trí và tâm. Trí và tâm là đi một cạch, kết hợp. Kết hợp. Bởi vì có tâm đạo mà không có trí đạo thì trở thành là mê lầm, mà có trí đạo mà không có tâm đạo là trở thành kẻ gian xảo. Cho nên tâm và trí phải là cơ bản chính yếu trụ trì. Cái thứ hai là lấy cái đức tin và cái lòng lành cơ bản. Và là vì cái đức tin của mình có mạnh mẽ thì nó phát triển cái lòng lành của mình, làm được mọi việc tốt lành, ích lợi cho nước, cho dân, cho mình và cho tất cả mọi người cùng ích lợi. Đó, cho nên cái đức tin và cái lòng lành phải là cái mạnh mẽ, cũng như cái nền nhà mà mình có bốn cái vách thật là vững chắc. Mà khi cái nền nhà của mình vọng cờ móng đâu đó đàng hoàng xây thật là vững chắc rồi thì đến chừng đó mình cất mấy tòa lầu cũng được, nó không bị sụp đổ. Còn là một vách mà nó hớ hên là nó ảnh hưởng ba vách kia, cho nên cái nhà không vững, cất càng lớn càng cao thì nó càng nguy hiểm. Cho nên đức tin, lòng lành và tâm và trí
nó đều là phải gắn liền, cũng như con mắt để giết con người. À, con mắt mà rời con người thì con mắt nhìn không thấy con cái gì hết, mà con người mà không nhờ có con mắt thì con người cũng vô dụng. Yeah. Cho nên hai cái này phải giữ gìn gắn liền như hình như bóng, không rời. Mà người tu là quan trọng nhất là cái chỗ này. Thành thử ra trong cái đối nhân xử thế đó thì của Đức Thầy gộp lại đó, ý đại đó là đối với ai cũng vậy, lấy nhất là lấy cái trí bình đẳng đó để mà phán xét trước mọi sự việc đó. Khi xem xét minh lý rồi ta phải đưa ra phán đoán. Và cái thứ hai là phải lấy cái tâm từ bi, là phải đặt một cái tình thương trên hết đó, để rồi có thể tha thứ với nhau đó, để mà dung hòa với nhau đó. Thì như vậy nó mới êm ái. Rồi lấy cái tánh khoan dung, hỷ xả, trung hòa để cho là mình làm một cái sự tha thứ, từ bi phải tha thứ. Thì như vậy mình đối nhân xử thế nó mới tốt. Cho nên tôi gồm lại là đối nhân và xử thế mà Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy đó, thì tôi gồm lại bằng hai câu mà tôi đã điển ra để nói cho quý vị. Tức là đối nhân thì phải dùng cái khuôn thiện hảo, mà xử thế thì phải gìn cái thước trung hòa. Thì đối nhân xử thế, đối nhân gìn khuôn thiện hảo, xử thế giữ thước trung hòa. Thì cái đạo trung dung, Phật là dạy là cái đạo trung dung, không có đi cao mà cũng không đi thấp. Cho nên cái trung dung này nó hợp với tất cả tầng lớp, mọi đẳng cấp trong xã hội. Cái người hiểu cao mà hiểu giáo lý của Phật thì hiểu theo cái cao của họ, cái học thức của họ. Còn cái người trung bình thì hiểu theo cái bình thường của sự bình thường, hành đạo cũng rất dễ dàng. Rồi cái người nông dân thì cũng hiểu theo cái nông dân. Cho nên cái đạo của Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng năm 1939 gọi là Phật giáo hòa hảo, tức là Ngài đã gom nhóm hết tất cả các diệu lý chân lý của Phật đã dạy từ ngàn xưa để mà nhắc nhở và dạy lại cho nhân sanh, tức là phải giữ lấy cái trí bình đẳng mà đối xử và quán xét, lấy cái tâm từ bi và đối xử và thứ tha thứ, và lấy cái tánh hỷ xả khoan dung để mà cho là con người được là ưu ái, nó tốt đẹp, nó có sự tình đoàn kết. Cho nên Ngài ngâm một cái câu bài kệ của Ngài, nó gồm hết các ý nghĩa. Đạo pháp thường hay dung giới hòa, xét người cho tột xét thân ta, nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Đó, cái đó là cái tiêu biểu mà của Đức Quỳnh Giáo Chủ gồm trong mấy câu thi đó, để thể hiện cái từ bi, hỷ xả, khoan dung và cái bình đẳng đối với tất cả nhân sanh. Dạ, dạ cảm ơn ông Năm. Quá tuyệt vời khi ông Năm đã trình bày về tâm và tánh. Quá tuyệt vời. Thì xin hỏi ông Năm là khi mà ở bên tất cả mọi người ưa nói, dạ mời ông Năm uống nước. Thì mọi người ưa nói là khi mà cái tâm á, cái tâm với cái tánh á, mà thường thường ta nói là cái tâm nó điều khiển cái chân nhân. Dạ. Thì người ta hỏi với mấy đệ comment hỏi là khi mà cái người mù á không có thấy đường, nhưng mà người mù mà khi mà họ mắt đó, cái linh hồn họ xuất ra họ thấy đường, vậy có đúng không Năm? Đúng rồi. Bởi vì mù là mù mắt chứ cái tâm không mù. Ồ tuyệt vời quá. Cho nên cái tâm là cái tự nhiên của trời đất, nó sáng lạng như nhật nguyệt, không ai thấp nó cũng sáng. Cho nên
để thấy trời đất có ai, mặt trời mặt trăng có ai thấp không, mà nó vẫn sáng tự nhiên. À, vậy ha, dạ, hay quá. Cho nên cái này là cái tánh sáng của trời đất, mà cái tánh sáng này của trời đất tức là của cái đạo nó tạo ra ánh sáng, mà mỗi nhân loại chúng sanh được trời đất sanh tạo ra thì đã có cái tánh đó, trời đất đã ban bố và cái đạo đã ban bố cho tất cả nhân loại chúng sanh. Tại vì mình bị trong cái cảnh đời sống hiện tại trong xã hội, thành thử ra mình tập nhiễm, cho nên cái màn vô minh nó kéo chặn hết cái tâm sáng của mình, cho nên mình không thấy rõ. Cho nên Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài nói, người mới sanh tánh thiện trời dành, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh, nên tật xấu che mờ thiện tánh, thiếu giáo dục, thiếu thêm đức hạnh. Đó, cho nên cái giáo dục là quá quan trọng. Vì cái chỗ giáo dục này mà các chư Phật phải nhập thế, phải đem cái giáo lý của Phật trời mà truyền dạy cho nhân loại chúng sanh. Bởi vì trong nhân loại chúng sanh muôn loài đều có đạo, cho nên ngài mới truyền dạy. Thì tùy theo căn cơ trình độ của mỗi nhân loại chúng sanh mà nhận thức trong cái tánh giác của mình, là trong cái sự hiểu biết của mình, để rồi mình thực hiện làm sao cho nó tốt đẹp, cho nó hòa hợp trở về với cái đạo, tức là tánh thiện mà trời đã dành cho mình đó. Cho nên tôi mới gồm hai câu hồi nãy đó: đối nhân dình khuôn thiện hảo, xử thế giữ thước trung hòa, là đối với ai tất cả mọi tầng lớp trên xã hội này đều phải lấy cái thiện, cái tốt đối xử. Rồi là xử thế như thế nào, địa vị như thế nào, giá trị như thế nào, mình cũng phải xử thế cho nó trung hòa, nó có cái sự hòa ái yêu thương trung dung, như vậy nó đi vào cái sự cân bằng và bình đẳng. Mà cái đạo bình đẳng của Phật, cái tánh bình đẳng của Phật là cái tánh nước, là mặt bằng của tánh nước. Cho nên cái tánh đạo là cái tánh nước. Cho nên người xưa lấy tên của mỗi quốc gia là lấy cái chữ nước đặt cho tên của mỗi quốc gia. Bởi vì tất cả các ngành nghề xây dựng đều phải dùng cái thước nước để mà cân đo. Nước, dầu, cái ly nó có nghiêng nhưng mặt nó vẫn bằng. Còn trái đất của mình hiện có chỗ nông, chỗ sâu, chỗ cao, chỗ thấp, nhưng mà phải lấy cái tánh nước cân đo, như vậy nó mới trở thành là cái mặt bằng để mình làm cái nền tảng cho nó vững chắc, xây nền móng cho nó vững chắc, cái nhà cho nó được vững chắc. Chứ nếu không lấy cái thứ nước là cân đo thì tôi chấp cho khoa học nó cũng không làm được cái trò trống gì, nó học tới tiến sĩ, thạc sĩ cũng là vô dụng mà thôi. Cho nên tất cả đều phải dùng cái tánh nước và cây thước nước đó để mà là cân đo, tức là cái bình đẳng. Quá hay. Cho nên Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài mới nói, thấy đạo lý chớ nào thấy tánh, còn ở trong tim óc xác phàm. Cho nên người xưa đã biết được cái chỗ này, và Phật tiên đã biết được cái chỗ này, cho nên mới chỉ cho mình phải tôn trọng và quý yêu nước. Bởi vì mình sống xa nước thì mình xa nguồn gốc của đạo, mình rời nước là mình rời cái nguồn gốc của đạo, mà mình sống mất nước là mình mất cái nguồn gốc của đạo. Cho nên luôn luôn lúc nào mình cũng phải sát cánh với nước và quý yêu nước. Mọi người trên thế gian này mà không sống mà xa đất nước của mình, nơi chôn nhau cắt rúng quê hương xứ sở của mình, sống chỗ khác giàu có sung sướng thì họ sung sướng trên vật chất, chứ tinh thần họ rất bị thiếu thốn. Cho nên họ không được gần gũi mỗi quốc gia của họ, cho nên họ thấy họ lạc loài. Cho nên con người phải cần
sống yêu nước và giữ gìn đất nước cũng như giữ mâu và răng của mình. Dạ, 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 cảm ơn ông Năm. Giờ ông Năm cho con hỏi hai câu. Lúc quỳnh hôn đàn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Lúc quỳnh hôn là nó cái ý nghĩa của câu câu đó là sao? Lúc quỳnh hôn có nghĩa là cái quỳnh cũng như là hoàng hôn. Thì để thấy rằng, để nhìn ra mặt trời xuống thì cái ánh sáng của mặt trời nó lừng lên, nó tia ra nhiều cái ánh chớp, nó sáng rực rỡ nhất. Bởi vì trước khi sắp tắt cái ánh sáng đó thì nó sẽ bừng lên để nó chuyển qua bên phía bên kia. Bởi vì quỳnh hôn tức là trời chiều, mặt trời sắp xuống để chuyển lại cho mặt nhật. Thì trước khi mặt trời xuống để cho mặt nhật bọc lên thì cái ánh sáng của mặt trời ánh rực rỡ rồi sẽ dập tắt trong lúc đó để nhường lại cho ánh mặt trăng chiếu tỏa. Cho nên lúc quỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thẳng, tức là cái đèn trí là cái ánh sáng đó. Cho nên ngài nhắc nhở cho mình phải nhớ cái ánh sáng đó và đi vào cái đường thẳng. Cái đường thẳng đó tức là bát chánh đạo, tức là cám tám con đường thẳng đi vào ngôi nhà đạo. Mà ngôi nhà đạo là hiện tại là trong bản thân mình, mà nói xa hơn nữa là cõi cực lạc. Cho nên mình nhờ cái đèn trí đó mà mình giữ vững cái đèn trí đó, tuy rằng nhường lại cho mặt nhật, mặt nguyệt, nhưng ánh sáng đó nó vẫn chiếu tỏa. Bởi vì trong mặt nguyệt nó cũng tỏa ra ánh sáng, cho nên bàn tay chỉ trăng đó là tượng trưng cho cái chỗ đó. Cho nên không thấy mặt nhật là gì, đến chiều xuống phải nhường lại cho nguyệt, thì trong cái nguyệt đó nó cũng có cái ánh của nhật chiếu tỏa. Cho nên bằng ta chỉ trăng đó phải nhớ nhớ dạ, cái này nhớ, nhớ. Đó. Cho nên cái nhật nguyệt này là cái luân lưu trong cái ánh sáng của bản thân mình, tức là trí tuệ đó. Dạ. Luân chuyển. Dạ. Không để một phút giây nào bị tắt. Mà mình tắt ánh sáng là mình nguy hiểm. Con người mà tắt ánh sáng là con người kể như vô dụng. Dạ, có nghĩa là giống như con người là bị vô minh nha. Vô minh, vô dụng, vô minh. Sống như chết. Dạ. Cũng như con người dứt hơi thở. Con người sống hiện tại trên quả địa cầu này, nhân vật, khoa học như thế nào cũng đều nhờ hơi thở. Mà trong hơi thở đó là nó có ánh sáng đó. Cho nên nó liên tục, nó liên tục. Cho nên trời đất không ngừng nghỉ một giờ phút nào. Mà nếu trời đất ngừng nghỉ trong một phút, hai phút thì khoa học bị tê liệt và nhân loại bị tê liệt, là mất đi chất sống. Để thấy không, các nhà khoa học á, bay các cái đường bay, người ta cũng có tấm đường bay trên không gian. Có những chỗ mất không khí là đến chỗ đó người ta không có dám vô. Người ta lọt vô trong cái chỗ mất không khí rồi nó lơ lửng. Dầu cái thể chất đó nó có nặng hàng ngàn tấn, nó cũng lơ lửng như cái cộng đồng dịch, như có bông gòn. Nó không còn cái chỗ để mà tắt, nó cứ lơ lửng lơ lửng tới ngày tiêu đã mất xác mà thôi. Đó. Mà hiện tại khoa học đã chứng minh có những khoảng không gian đó. Đó. Không gian đó là nó cân bằng. À, cho nên á, chỗ đó không nên tới. Bởi vì mình ở đây là mình nhờ những cái khí của quả địa cầu, chỉ hút quả địa cầu. À, nó hút
cho nên mọi vật chất nó đều được vững chắc. Mà cái quả địa cầu này nó mất cái khí hút đó rồi thì té ngửa té nghiêng sạch sẽ. Giống như ông Năm đang nói, giống như là lúc sau lại là Phật thu ngũ hành. Không thì đây đó. Thì hiện tại mình đang ở trong 5 tầng khí Uran. Mà khoa học gọi là tầng khí Uran, tức là cái quả đất của mình giống như cái thân của mình. Mình đang mặc 5 cái lớp áo để bao che cái ánh sáng của mặt trời, tạm gọi là mặt trời, chứ cái ánh sáng của đạo đó. Cái ánh sáng mà hồi nãy tôi đã nói đó, cái ánh sáng đó là ánh sáng của tự nhiên đó. Mà ánh sáng đó nó sẽ tạo ra tất cả. Còn mình sống ở đây là nhằm vào cái cõi trung, tức là gần mặt đất, cho nên mình được bao phủ 5 cái tầng khí ozone đó, cho nên mình mới được vững chắc và sinh hoạt như ngày hôm nay. Mà đến khi tầng khí ozone đó nó bị rã hay là nó bị xuyên thủng thì mặt đất này sẽ bị ảnh hưởng, con người sẽ bị ảnh hưởng. Để thấy không, để mặc cái áo mà nó rách một lỗ đi, để đi 3-4 ngày ánh nắng nó rọi vô đó bị xám da liền. Đó là chứng minh cụ thể rõ ràng, không ai chối cãi được cái cụ thể này, cái hiển bày rõ ràng như thế này. Cho nên ánh sáng mặt trời chiếu rọi vô sợ ảnh hưởng, cho nên nhà khoa học bây giờ người ta đang kêu gọi ráng làm sao. Thứ nhất là phải bảo vệ môi trường, cái thứ hai phải bảo vệ cho cái quả địa cầu này nó được yên ổn và tầng khí ozone cho nó được lành lặn, cũng như cái áo bị rách phải giá lại cho nó liền. Dạ, yeah. Dạ, yeah, cảm ơn, yeah. cảm ơn ông Năm. Thì câu hỏi cuối cùng của chúng con, mời ông Năm uống ly nước trà. Thì câu hỏi cuối cùng của chúng con là câu hỏi cũng gút mắt về cái cuộc đời. Cho nên người ta không quan trọng, nhưng mà quan trọng là trong cái lúc mà người ta còn sống đó, người ta làm những cái gì để cho có ích lợi cho nhân loại chúng sanh, để tốt đẹp, để người ta tạo cho người ta có cái ngôi nhà đạo đức. Khi người ta bỏ xác thân này là người ta chuyển hóa ra cái xác thân khác, nó sẽ có được cái xác thân tốt đẹp. Và cũng như mình, cái nhà này hơi mình tạo dựng cái nhà khác là nó tốt đẹp hơn, nó tăng mà. Thì cái sự sống chết không ai tránh khỏi cái quy luật tự nhiên đó. Nhưng đối với cái người mà thật chân giác ngộ tu hiền thì coi cái chết là tầm thường, nhưng mà không phải vi phạm được. Phải chết cho đúng cái ý nghĩa của chết. Chết vì nhân loại chúng sanh, chết vì đất nước, chết vì tất cả mọi người. Mình hy sinh bản thân mình để cho mọi người được sống, đó là cái chết vinh quang. Sống vinh quang, chết mới vĩ đại. Cũng như các vị anh hùng liệt sĩ từ ngàn xưa tới nay đó, họ chết đó, nhưng mà xác của họ mất, nhưng hồn thiên không mất, vẫn uy nghi giữa trời cao ngất, vẫn muôn màu tỏa sáng ánh tinh anh, sống vĩ đại thì chết cũng quang vinh. Sống quang vinh, chết cũng vĩ đại, cho nên cái sống đó mới là chân thành sống. Thành thử ra cái người ta đã hiểu rõ về đạo pháp và người ta thật chân giác ngộ để người ta quyết chí tu hành chân thật rồi thì người ta không màng đến cái sự sống để làm gì. Câu rằng sanh trí tử quy, sống tròn đạo nghĩa chết thì nhàn thân. Sống đa mang sát trần nặng nhọc, chết thân rồi hồn được thảnh thơi, tiêu dao khắp cả trong trời, khi nơi cửa Phật, khi nơi tiên đài. Ở thế gian không ai khỏi chết, mà lo chi tìm trước giữ gìn. Ai người ở thế trường sanh? Không có ai trường sanh hết, phải chết. Nhưng mà phải chết làm sao cho nó có ý nghĩa đạo đức, nhân tình, yêu thương, nhắc nhở. Cũng như Bác Hồ đó, ổng vẫn sống đời đời trong sự nghiệp của chúng ta. Tuy hồn ổng lìa khỏi xác, nhưng cái linh hồn ổng vẫn cao vời vợi, hòa nhập vào hư vô chi khí. Thì trong hư vô này nó có ổng,
ổng ghi sắp cả. Thì cũng như các vị Phật trong hư vô này cũng có các vị Phật ghi với sắp cả. Yeah. Đó, khi cần thiết thì hiện thân để cứu độ, để giúp đỡ. Xong xong rồi thì trở về với cái hư vô chi khí đó. Dạ, yeah. Vậy thôi cũng kết thúc video thì ông có một cái bài thơ hay là bài gì để tặng cho mấy con không? Hả? Có bài thơ hay là có câu giảng gì tặng cho mấy con khi kết đề? Thì cái kết đó, tôi chỉ mong rằng bà con cô bác xa gần và cái người mà hiểu được chân lý của Phật dạy và giáo điều của Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy thì không nên bàn thiên cơ thời cuộc gì cả. Vì thiên cơ thời cuộc thì Phật đã nói rồi, Đức Huỳnh Giáo Chủ Ngài đã nói rồi, việc thiên cơ cùng tỏ hết trơn. Nhưng tỏ đây, dạy đây, chỉ đây để cho mình biết là lo tu và mình làm cái gì có ích lợi cho mình, cho mọi người trong kiếp sống à, để rồi chờ ngày chết. Cho nên Ngài nói một cái câu: ráng tu để mà chết, chứ đừng có chết đến mà chẳng có tu. Cái câu này là cái câu nhắc nhở tuyệt vời của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Cho nên mình phải nhớ, là một người tín đồ Phật giáo hảo phải nhớ cái này, ráng mà lo hành xử tứ ân. Bởi vì cái tứ ân là cái quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Mình ở trong lòng mẹ thì mình đã được tinh cha khí mẹ đã tạo ra thân xác, mà bước ra ngoài đời thì mình đã nhờ ơn tất đất ngọn rau. À, rồi mình là càng lớn lên thì mình lại nhờ ơn đồng bào nhân loại. Rồi á, rồi mình biết cái điều hay á, sự xấu là nhờ cái sự giáo dục của các đấng trời Phật thánh thần chỉ dạy cho mình biết cái sự tu huyền chân chánh, làm sự tốt lành để cho linh hồn của mình nó được sáng trong á, để rồi mình được thảnh thơi an nhàn. Yeah. Khi mà mình đã bỏ xác. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật.